xin kính chào toàn thể các bác trên không mọi miền quê hương đất nước Việt Nam, bạn bè năm châu quốc tế. Bây giờ nó đang là 8:21 đấy các bác nhá, buổi sáng, một buổi sáng tinh mơ nhưng có rất nhiều giọt mưa lất phất. Trên đây thì sân đình, anh em hiện tại là người dân đang phơi thóc, nhưng mà mưa này là không có thóc, không có hạt thóc nào thò mặt ra để đón ánh nắng trời cả. Đấy. Và hôm nay thì em sẽ test qua. Nói là tết qua thôi để các bác nghe, nghe xong là các bác nào chốt thì chốt nhá. Hiện tại tổng cộng em còn có bác khách Hải Dương 4 cặp này. Xong là thôi còn 6 cặp, tổng cộng 6 cặp đi. Các bác thợ nào lấy nốt thì liên hệ trực tiếp với em nhá. Em sẽ test là súp cùng với nai hà dây, một chiếc súp và hai chiếc nai hà dây. Em sẽ quay cho các bác xem cấu hình luôn này. Đây, cấu hình hiện tại đây. Đây nhá. Dưới là súp này, súp là cắt đúng 100 hết này. Không thấy sai nhá. Và nai dây đây thì nó ép là cắt từ 100 hết đến 2 kg hết. Và nó ép từ 2 kg hết đến thả hết cỡ. Đấy. Dây đây tất cả đấu đây là đều đấu new trick 4 nhá. Đủ 4 dây cộng 1 trừ 1 cộng 2 trừ 2. Hôm qua là nắng được một tí thì em sơn được đúng có hai chiếc vỏ thôi, xong bắt đầu là chuẩn bị bê mấy cái này ra nữa vệ sinh, xong bắt đầu chuẩn bị sơn thì trời xâm đổ cơn mưa này, thế là xếp vội bữa đây xong rồi lấy bạt che vội. Đến tối thì lại không mưa nữa, thế bắt đầu là em lại phải dỡ hậu ra này, sau nó mang dây rắc sang bên kia hàng. Thì bây giờ em sẽ quay cho bác xem đẩy nhá. Đây đẩy đây hiện tại em đang dùng như này, một con đẩy này đánh hai dây này, hai kênh con đẩy đánh hai dây. Kênh này là HF, kênh này là NF nha. Một kênh NF, một kênh HF. Và đây là đẩy đánh súp, được chưa? Tắt đánh súp này. Đây nha, thì em sẽ tắt trên đây. Đây là tắt NF này. Tắt HF này, đấy thấy chưa? HF là độc của tép thôi, từ 2 kg trở lên. Đấy. Chiêu quay. Đấy, NF thôi. Cả HF này. Đấy, tiếng HF nó chẹt tí thôi. Thì bây giờ nó có bác khách Hải Dương lên đấy rồi. Đấy, thì em tiện là test luôn cho các bác xem nha.